Nào, cố lên mấy cậu ơi, cố lên nào. Ui, yeah. Nào, cố lên. Cậu lên đi. Ui, cố lên nào. Ui, sắp lên rồi. Đây rồi. Wow, mình cậu lên rồi. Ui giời ơi, cuối cùng thì cũng cẩu được cái xe này lên. Ui ôi, rơi xuống cái hố này sâu thật đấy. May mà nhà có cái cần cẩu này á, nó thả cái dây này xuống này xong rồi kéo cái xe lên đấy. Cậu đã giải cứu cái xe ô tô ấy được chưa? Tớ mang máy xúc của tớ đến đây này, cậu có cần giúp đỡ gì không? Không cần đâu cậu ơi, cái cần cẩu này của tớ dây nó dài cực, vừa nãy nó thò xuống xong rồi nó móc được cái xe này lên rồi đấy này. Chắc là cái xe này ấy, vừa đi xong lại mãi chơi không chịu nhìn đường, thế là đi thế nào đâm xuống cái hố sâu đấy. Đấy, may mà có đội cứu hộ chúng mình mới cứu được cái xe này lên đấy. Không biết hôm nay còn có cái xe nào gặp nạn không cậu nhỉ? Cậu thử bật đồng hồ lên xem có quảng cáo ở đâu có xe gặp nạn nữa không nào. Để tớ thử bật nhá. Wow, có một chiếc xe bị núi lở. Có một cái xe nó bị kẹt ở dưới tảng đá này cậu ơi. Cậu xác định xem vị trí ở đâu rồi bọn mình chạy đến đi. Lại đây, nó ở vị trí này này. Ở đâu? Ở đống đá này à? Đúng rồi. Máy cậu ơi, cậu tìm đi xem là cái xe đang gặp nạn ở vị trí nào. Ô, ông Huy ở đây này cậu ơi. Ô, vào cái tảng đá này à? À, tớ nhìn thấy rồi. Cậu nhìn thấy gì không? Tìm ơi, vào giúp đỡ một tay đi. Tớ nhìn thấy có một cái xe đang sang lá cây đây này. Nhưng Trang ơi, đây cái của tớ nó là cái cần cẩu thôi, nó phải có cái gì móc vào chứ mấy cái viên đá này thì cần cẩu của tớ không giúp được đâu. Cái này có khi cái máy xúc của cậu hợp hơn đấy. Được rồi, thế thì cái máy xúc của tớ sẽ bới đá ra trước, xong rồi cậu cẩu cái xe ra nhá. Ok. Sắp được chưa cậu ơi? Sắp được rồi cậu ơi. Wow, cậu dùng cái cần bảy cái hòn đá đi lên đi. Máy xúc của tớ đã bới hết đá ra rồi Nhím ơi. Cậu hãy dùng cái máy cần cẩu của cậu để cẩu cái xe lên đi. Nào, chuẩn bị lên nào. Wow, ra đây xem nào. Đây rồi cậu ơi. Wow, đây là cái gì đấy? Một cái đây xe gì mà trông nó lạ thế này nhỉ? Sao chiếc xe này trông lạ thế Nhím nhỉ? Nhìn này, nó còn có mắt, có mồm cậu ơi. Ồ, hình như cái xe này là xe chở rác của cậu. Đúng rồi, một chiếc xe màu xanh lá cây chở rác. Nhưng mà cậu ấy đang bảo là vẫn còn có những chiếc xe khác đang bị đá đè ở đây. Ôi, thế phải dùng cái máy múc này để múc ra thôi. Đây này, tớ nhìn thấy rồi này. Một chiếc xe màu cam cũng đang bị kẹt ở đây. Nào, lôi ra thôi, cần cẩu lôi ra thôi. Lôi chiếc xe màu cam ra nào. Hãy cứu cậu ấy ra đây. Hãy cứu cậu ấy ra khỏi các cái viên đá này đi. Đây rồi. Lên nào. Yeah. Wow, cậu thử tháo ra đi xem đây là chiếc xe gì. Ui, đây là một chiếc xe thang cậu ơi. Hình như đây là xe để chuyên xuyên chuyên sửa chữa. Xe này là xe chuyên cứu hộ đấy. Cái xe này á, vừa có chức năng cứu hộ, vừa có chức năng chặt cây cậu ạ. Khi mà những cái cây nào cao ấy, người ta sẽ đi đến, sau đó người ta đi lên thang và chặt những cái cành cây ở trên cao. Khi nào mà có đám cháy, những cái xe này sẽ chạy đến cái nhà đấy để cho người từ trên trèo xuống cậu ơi. Wow, vậy là chúng mình đã giải cứu được hai cái xe nữa. Các bạn bảo gì cơ? Vẫn còn một bạn nữa cậu ơi. Máy xúc ơi, đá tiếp đi. Ra rồi Trang ơi, tớ nhìn thấy rồi, cũng lại là một chiếc xe màu xanh. Wow, máy xúc đang chở chiếc xe này ra được rồi này cậu ơi. Wow, wow, để tớ xem nào. À, đây là một chiếc xe. Một chiếc xe ben, chiếc xe này là chuyên chở vật liệu xây dựng đấy cậu ạ. Ồ, hóa ra là vậy, cậu ý bị đá đè vào, nhìn mặt khó chịu chưa này. Ui, còn vẫn đang nhăn hết cả mặt đây này. Chắc là đau quá. Bây giờ mình phải về mình sửa chữa cho những cái xe này thôi.